Hello, xin chào tất cả các em lại đến với kênh Bé Út Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 13 tây tháng 10 năm 2019 nha. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của mẹ Lê Kim Thúy, 142.000. Đầu tiên thì bé đặt là một cái lắc tay Blackpink, nhưng mà shop là hết lắc tay Blackpink rồi. Chị lấy cho em là cái vòng cổ Blackpink rất là dễ thương như thế này, cũng đồng giá 15.000 nha, mình dài hơn luôn và lời hơn luôn. Rồi còn có là cái bút đổi cái bút nhiều màu như thế này, 10.000 đồng. Wow, một cây bút đèn. Đây, cây bút đèn các em xem nè ha, rất là lấp lánh như thế này luôn. Còn có là lò xo mặt cười nữa, 18.000. Pen bút hoa đổi màu, 5.000 đồng. Một cây quạt Blackpink. Đây, quạt Blackpink rất là dễ thương nha, 10.000 đồng. À 20, chị nói lộn. Một cái hình thẻ nữa. Đây, cái hình thẻ có thể là móc khóa luôn, 15.000. Một cái lắc tay cá tính. Đó, một cái vòng tay cá tính hologram này mấy em, rất là đẹp luôn, 32.000 đồng. Xin chào bé Nguyễn Thị Quỳnh Như, đơn hàng 150.000 đồng. Hello, đây là viên kẹo Milu, 2.000 đồng. Một em búp bê chibi siêu dễ thương như thế này. Đây, nó bị dính cái gì đây để chị tháo ra. Ok, em đã dễ thương rồi nha, 16.000. Bịch giày 5.000, màu xám và đôi giày post rất là đẹp luôn. Bịch mắt kiến cho búp bê cũng 5.000. Một anh Ken rất là dễ thương trong bộ vest đen, 30.000 đồng, 35.000 đồng chứ chị nói lộn nữa. Còn đây, cái váy rất là xinh đẹp. Trời ơi, cái phần ở phía trên nữa nè. Và khuôn mặt của búp bê cũng cực kỳ xinh luôn. Búp bê tiểu thư 47.000. Xin chào bé Hồ Ngọc Hân, đã đến đơn hàng của em rồi, 153.000. Và bạn đặt đó là một hộp trang điểm hình bướm bướm, loại 120.000 đồng nè. Đây ha, là phần bướm bướm, cái nắp hộp nè, ở phía dưới các em xem có son, sơn móng tay, rồi cái này là son luôn ha, màu cam, rồi cột tóc, rồi cọ vẽ. Wow, bên đây thì phấn mắt đủ màu hết luôn, còn cái cọ hình trái tim nữa rất là xinh luôn nha. Và bây giờ chị Đặng Thị Liễu ơi, đã đến đơn hàng của chị Đặng Thị Liễu, 183.000. Ôi cá vàng bơi trong bể nước. Và đây là nàng tiên cá xinh đẹp Ariel trong bộ mái tóc đỏ bồng bềnh như hoa hồng, khuôn mặt rất là xinh luôn, có kèm theo gương lược passport và cái phần áo và phần váy rất là xinh nha, 150.000. Tiếp theo xin chào bé Trần Thảo Nguyên, Trần Thảo Quyên, đơn hàng 133.000. Bạn đặt đó là cây kẹo kem đánh răng 10.000 đồng nha, một hũ slam mây cầu vòng nè, đó rất là đẹp, 30.000 được tặng kèm theo charm và tuyết. Wow, có cả cây bút Galaxy 5.000 đồng, bút cuộn băng keo cũng 5.000 đồng. Một cái vòng cổ nha, thì cũng giống như bạn hồi nãy là lắc tay Blackpink hết rồi, cho nên là chị lấy cho em là vòng cổ Blackpink 15.000 đồng, hy vọng rằng là em sẽ thích. Còn đây thì là quyển sổ bí mật hình của những nàng công chúa, 35.000 đồng, có ổ khóa và chìa khóa rất là dễ thương. Đây, 35.000. Hello Hoàng Hữu, đã đến đơn hàng của Hoàng Hữu, 230.000. Và bạn mua đó là một quyển sổ nhật ký Doraemon, 35.000 đồng để cất giữ bí mật của mình vào trong đây nha. Rồi đến là gom tủ lạnh 5.000 đồng, có hạt nở nữa nè. Một quyển sổ mini 6.000 đồng nha. Rồi đến là hai cái lắc tay như thế này. Một cặp là chỉ có 5.000 đồng, mỗi cái có 2.500 thôi. Rất là dễ thương. Wow, wow, wow. Hãy xem đây. Ba cây bút rất là xinh đẹp. Đây ha, ba cây bút rất là xinh luôn. Cây bút dao chùm nho đổi màu 7.000, bút hoa đổi màu 7.000 và bút bé thỏ này thì là 5.000. Tiếng ton còn bé là Mochi nè, Mochi go 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 10.000 đồng, rất là xinh. Cái laptop cho búp bê 5.000 đồng ha. Rồi còn có là cái đồ chuốt bút chì máy pha cà phê cappuccino hình Hello Kitty dễ thương, 7.000 đồng nha. Đây, ba hũ màu này là 5.000, ly chai Coca 5.000 đồng. Rồi đến là bút đây, ba hũ màu kim tuyến 5.000. Rồi tiếp theo các em xem. Wow, đây nha, này nó không sao hết á, 7.000 đồng. Một cái cây viết nước ngọt, có thể làm cái móc khóa này mấy em ha. Cái này, đợi để chị đổi cho cây này. Trong khi chờ đợi thì chúng ta lại kiểm tra cây này ha. Ok, không sao hết, 7.000. Rồi đây chị đã đổi cho cái cây Coca. Wow, rất là dễ thương nha, 7.000 đồng. Tiếp theo còn có màu nè, màu để làm slam mỗi hũ là 2.000 đồng, có 6 chai màu tất cả luôn. Một bịch kẹo marshmallow tổng hợp hình bông hoa, mềm như whisky, rất là dễ thương, 16.000 đồng. Ba lô Hello Kitty, 15.000. Wow, còn có em bé búp bê siêu dễ thương nè. Đó, mái tóc trắng hồng, váy dài, tóc dài, rất là xinh, chỉ có 35.000. Còn đây là đơn hàng của bé Trần Ngọc Vy An, 68.000. Đầu tiên bạn mua đó là một sợi dây chuyền của Sắc, 15.000 đồng nha. Rồi đến là quạt của Sắc và Khánh. Đó, Sắc và Khánh là
cây quạt 20.000 đồng nha. Hình của Sát và Khánh luôn, là 10.000 đồng một sách như thế này. Hình nhỏ, hình lớn, poster của hai anh chàng là 10.000 luôn. Đây, rất là dễ thương. Bé Cẩm Thu ơi, đã đến đơn hàng của em rồi, 128.000. Oh la la, đó là hũ Slamay 30.000 đồng được tặng kèm theo charm và tuyết 30.000 đồng nha. Đây là hai cái kẹo kem đánh răng 10.000 đồng một cây. Còn có là bột kit làm slam 30.000 đồng, 12 món làm slam khác nhau. Và hũ kẹo sữa lớn 15.000. Tinh toàn. Tiếp theo bé Phan Diễm Kiều, đơn hàng 109.000. Ôi tối quá, bật đèn lên xem. Wow, hai cái mặt cười lò xo siêu dễ thương nha. Lại còn có đèn và kim tuyến siêu lấp lánh như thế này nha. Có giá là 18.000 một cây. Và trong hai cây có cây này nó bị đèn nó bị sao á, để chị đổi cho nha. Ta-ran. Và đây ha, tất cả đều đã sáng trưng luôn, tưng bừng luôn, 18.000 đồng, rất là đẹp nha. Tiếp theo thì còn có nè ha, là cái đồ chú bút chì bồn cầu hình Hello Kitty 7.000 đồng nha. Rồi còn có là gom đôi dép nè 6.000 đồng. Một cái viết cây súng băng 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 5.000. Và còn có là cái nón BTS 40.000 đồng nè, dễ thương chưa. Xin chào Huỳnh Mỹ Tiên, đã đến đơn hàng của em 153.000. Bạn mua đó là bộ đồ cho anh Ken, bộ đồ đi làm rất là dễ thương, 30.000 đồng nha. Rồi còn có là phụ kiện cho búp bê rất là xinh luôn, như thế này 5.000 đồng một bịch. Wow, còn có hai em búp bê xinh đẹp nè, một em mặc đồ bay và một em thì là mặc váy ha. Mỗi em là 35.000 đồng, rất là dễ thương. Tóc vàng hồng và tóc màu nâu tím nha. Hello chị Hà My, đến đơn hàng của chị Hà My rồi, 95.000. Và chị Hà My đặt đó là một cái ba lô BTS 55.000 đồng cho bé. Rồi đến đơn hàng của Nguyễn Hiền Khanh 120.000 đồng. Đầu tiên bạn đặt đó là hai cái vòng tay cho bé nha. Hai cái chỉ có 5.000 một vòng, như thế này chỉ có 2.500, hình bông hoa và ngôi sao rất là xinh. Yeah, còn có vòng cổ và đôi bông cho búp bê nha, 5.000 đồng một bịch. Bịch mắt kiến 3 cái siêu xinh cũng là 5.000. Wow wow, lấp lánh quá đi, siêu lấp lánh luôn. Và đó là chiếc áo dài lấp lánh của cô giáo, mái tóc đen dài ha, khuôn mặt thì dịu dàng. Búp bê cô giáo 70.000 đồng. Và bây giờ là đơn hàng của chị Chi 296.000. Chị Chi đặt cho bé đó là một cái sợi dây chuyền BTS 15.000 đồng. Rồi đến là băng keo nha, băng keo dễ thương 5.000. Đây này nha, 5.000 nhưng mà có 5 miếng băng cá nhân dễ thương luôn, như thế này. Một đôi bông tai nước ép táo nữa nè, rất là đẹp luôn, 23.000. Hello, xin chào mọi người nha. Còn đây là chiếc nón thân thiện hình gấu panda. Đây, tinh tinh toàn, tinh toàn. Đó, xem cái lỗ tai của bạn nó giật nè ha. Rất là dễ thương, nhìn rất là thân thiện luôn. Bây giờ chị sẽ bóp hai tay luôn nè. Ok. Đó, 110.000 đồng nha các em. Đó, rất là mịn màng và dễ thương như thế này. Và bạn còn có mua thêm một bé heo nữa nè. Đó, ụt. Hello, bé heo cũng xin chào mọi người nha. Và đây là nón thân thiện bé heo. Trời ơi, nhìn cưng dễ sợ luôn á nha. Các em xem nè. Đó, rất là cưng luôn. Ụt. Trời ơi, quá mịn màng luôn, 110.000 đồng. Còn đây là đơn hàng của Nguyễn Văn Ngọc Ước, đơn hàng 145.000. Đầu tiên bạn mua đó là một cái bịch mắt nước nha, 32.000 đồng. Để chị xem là hình gì đây. Wow, hình của bạn cún con hay là bạn gì mà chị thấy rất là dễ thương và lạ mắt ngộ nghĩnh nữa nha. 32.000. Một whisky cá đó, 12.000. Wow, và có quyển sổ hologram hình của bé mèo và những trái táo này nha. Đây là sổ bì trình ký, là nó sẽ kèm có cây viết nè đó, và sổ nè, có cả thước luôn, mình có thể kẹp lại như thế này nha, rất là dễ thương, 15.000. Băng keo cá nhân dễ thương 5.000 đồng ha, chúng ta sẽ có là 5 cái băng keo cá nhân đó để dán, siêu dễ thương luôn á. Một cây kẹo kem đánh răng 10.000 đồng. Và đây bút nước nha, tinh toàn. Đây bút nước có đèn, có nước, kim tuyến và lò xo mặt cười, cực kỳ đáng yêu, 18.000. Tiếp đến thì còn có là sắp giấy tô màu 20.000 đồng đây các em ơi nha. Nguyên cái này á là 20.000 đồng, rất là đẹp luôn, nhiều hình lắm luôn đó. Wow, rất là xinh nha. Xin chào bé Trần Bảo Hân, đơn hàng 236.000. Bạn mua đó là bộ đồ cho búp bê nha, bộ đồ kiểu này mà còn có tập về nữa.
Đây, cái tập về này ha, búp bê có thể vào bếp nè. Đó, còn đây là cái áo và bộ đồ kèm theo, các em xem ha. 35.000 đồng mà tới 3 món luôn, siêu đẹp. Rồi tới là bộ đồ bơi nè, đó, đồ bơi 7.000 đồng ha. Là có hoa nè, rồi có là màu tím nè, rồi còn có là sọc nè ha, rất là dễ thương cho búp bê đi bơi. Tiếp theo thì là hai tập hình dáng, mỗi tập là 5.000 đồng đây nha. Mỗi tập hình dáng ở trong đây có rất là nhiều cái hình dáng dễ thương luôn đó mấy em, 5.000 đồng một tập như thế này. Rồi bạn còn có mua là sticker dán loại lớn như thế này nha. Đây ha, có bướm bướm nè, tiên bướm nè. Rồi ở đây nữa nè, trời, bạn trai và cánh bướm này rất là đẹp luôn. Thì mỗi một cái giấy, một cái bộ sticker này thì là 5.000 đồng. Sau đó bạn còn có mua là bộ đồ trên kem đi làm 30.000 đồng nha. Và một búp bê nha. Đây cô giáo nè, mặc áo rất là lấp lánh luôn, khuôn mặt cực kỳ dịu dàng, hiền hậu, dễ thương, xinh đẹp. Mái tóc thì đen nha, 70.000 đồng. Đây, slam cầu vòng rất là đẹp luôn mấy em. Này ha, cầu vòng 30.000 đồng được tặng kèm theo Trang và Tuyết. Và bây giờ xin chào bé Trần Thị Diễm Hương đã đến đây hàng của em 246.000. Đầu tiên thì bạn đặt là 4 cây bút đổi màu. Đây, 4 kiểu khác nhau luôn, hoa cúc, hoa hồng, hoa tulip và chùm nho nha. Mỗi cây là 7.000. Tiếp đến thì là có 2 cây bút nha. Đây là cây bút chì, đây là cây bút chì bấm có cuộn băng keo, 5.000 đồng. Rồi đến là bút bảo vệ môi trường có hình thùng rác, nhắc nhở chúng ta là phải bỏ rác đúng nơi quy định nha. Rồi còn có là cây bút chì hình của cái muỗng, 5.000 đồng. Tiếp đến thì là còn có là cây bút nước. Đây các em xem ha, bút nước rất là lấp lánh như thế này. Còn có cả đèn nữa nha, còn có cả đèn nữa nè. Và mặt cười là so 18.000. Tiếp theo là hai emoji. Đây là một bé thỏ và một bé panda thì mỗi mochi là 10.000. Gom tủ lạnh có hạt nở là 5.000. Hai cái bịch là hai cái vỉ gom thức ăn nha. Đây, bít tết nè, cá nè, xúc xích nè. Bên đây thì biscuit và bánh kem, bánh donut các kiểu luôn. Một vỉ là 15.000. Xin chào, mình là gom đôi dép hình panda 6.000 đồng. Còn đây thì là gom đôi dép hình trái dâu. Và còn đây thì là gom đôi dép hình bé ếch. Những đôi dép rất là dễ thương, 6.000 một đôi. Tiếp đến thì là đồ chuốt bút chì bồn cầu nha. Có màu đỏ nè, màu xanh và màu hồng. Bên trong có gom, đó, hình Hello Kitty rất là dễ thương, 7.000. Tinh tôn, wow, rất là đẹp luôn. Những cây bút ha, những cây bút nước ngọt 7.000 đồng nha mấy em. Có thể viết và có thể làm móc khóa được luôn như thế này nha. Đó, rất là đẹp luôn, 7.000 đồng một cây. Rồi còn có là hình của sắt và cây ICM 10.000 đồng một sắp như thế này. Wow, và jam hạt chia. Đây, cái chai nước hạt chia và bánh quy có kem, mỗi jam 5.000, rất là đẹp. Tiếp theo là hai vòng tay Ấn Độ. Đây nha, lắc tay Ấn Độ đeo lên trên tay nè, các em xem nè ha. Rất là dễ thương luôn như thế này. Còn có cái chuông toàn ten nữa nè, 5.000 đồng mà quá đẹp luôn nha. Xin chào bé Lê Thảo Quyên đã đến đơn hàng của em 93.000. Và đây là hai bộ kit làm slime, mỗi bộ 30.000 đồng, làm được 5 loại slime khác nhau, có 12 nguyên liệu nha. Hello Ngọc Mai, đến đơn hàng của Ngọc Mai rồi, 95.000. Đầu tiên, wow, bạn mua đó là cây bút tàn hình 8.000 đồng nha. Sau đó là một cây bút chì dẻo 5.000 đồng. Rồi còn có là bút mực Galaxy hình pony 5.000 đồng ha. Rồi đến là cây bút bé thỏ 9.000 đồng, có đèn nè. Và còn có là bút nước nha. Đây là bút đèn thỏ nè, còn có là bút nước. Đó, bút nước là so mặt cười dễ thương như thế này, có đèn luôn, rất là lấp lánh luôn, 18.000. Và còn có là đồ dán trang trí móng tay 7.000 đồng nha, có keo rồi luôn nè. Và một cái slime mặt cười dễ thương 5.000. Đây, sản phẩm được rất là nhiều người yêu thích, đó là băng cá nhân dễ thương 5.000 đồng 5 cái như thế này luôn. Phùng Gia Bảo ơi, đến đơn hàng của Phùng Gia Bảo rồi, 113.000. Hiện ra đó là một cái tủ gom Hello Kitty rất là dễ thương như thế này nha. Tủ gom có giá là 16.000. Rồi đến một cái bình phòng chống cháy nổ 10.000 đồng nha. Bình phòng chống cháy nổ đây nè mấy em, rất là dễ thương ha. Các em sẽ bỏ nước vào đây, đậy nắp lại, sau đó mình bấm cái này xịt nước ra để bảo vệ môi trường, bảo vệ những cái đám cháy, dập tắt lửa đó, để mà cứu cho những cái chỗ nào mà nó bị cháy á mấy em. 10.000 nha. Rồi đến là hai cây bút
nhiều màu, Hello Kitty và bạn gấu nha. Nhưng mà gấu trắng hết rồi, chị lấy cho em gấu nâu, hy vọng là em thông cảm. Mỗi cây 10.000. Bông cầu Hello Kitty và có nhiệm vụ là sẽ chuốt bút chì và bên trong còn có cả gom nha, 7.000 đồng, siêu dễ thương. Tiếp theo thì là bốn cây bút này có thể là bôi được luôn đó mấy em nha. Cây thứ nhất đó là bạn sổ ha, sổ mèo ngắm hoa đào rất là dễ thương, 5.000 đồng. Hai cây bút sọt rác bảo vệ môi trường nha. Rồi đến là một bạn khủng long bảo vệ động vật, đây mỗi cây 5.000. Còn đây Nguyễn Vương Vi Phương Nguyệt, chị xin lỗi nha, chị đọc lại nè, Nguyễn Vương Vi Như Nguyệt, một cái tên rất là dễ thương luôn, 76.000. Tinh tông và bạn đặt đó là dây chuyền đôi, đây các em xem nè, dây chuyền đôi ha, bên trong có hạt gạo và còn có là trái tim đôi như thế này, rất là dễ thương nha. Đó, hình giống như là cánh đào hay là ngẩn gì vậy đó, rất là đẹp luôn, 36.000 đồng. Và một cái đồn trang trí móng tay 7.000. La La Đặng Thị Bích Soàn, đơn hàng 173.000 đã đến rồi đây. Đó là một combo kẹo 20.000 đồng. Trời ơi nè, kẹo panda nè, kẹo son môi, kẹo hamburger, kẹo Milu, kẹo nổ, kẹo chupa chup vân vân, rất là ngon. Rồi đến là váy cổ trang màu vàng, có viền kim tuyến, có áo choàng, có đai, có áo ở bên trong luôn, rất là đẹp, 50.000 đồng ha. Wow, và cái áo xanh này còn có hoa văn trái tim nữa chứ, rất là xinh luôn nha, 50.000 đồng cho búp bê biến thành những nàng tiên xinh đẹp. Rồi còn đến đơn hàng của Nguyễn Thảo Linh, 119.000. Bạn đặt đó là một cây bút đèn hình pony dễ thương như thế này, có giá là 9.000 đồng. Rồi đến là một cái hộp bút nước nha, hộp bút nước hình bé mèo nè, meo meo, rất là dễ thương, 70.000. Bé Trần Đặng Anh Thư ơi, bé Trần Đặng Anh Thư ơi, đã đến đơn hàng của em, 97.000. Và đầu tiên bạn đặt đó là đôi bạn chó thỏ, hai cây bút rất là dễ thương, mỗi cây là 5.000 đồng nha. Rồi đến là hai cây bút chì, đây cây bút chì khoai tây chiên có hình trái tim và một cây bút chì, trời ơi các em xem này nha, ngọc trai, vỏ sò và hình bông hoa, rất là xinh. Cây bút này có giá là 5.000 đồng luôn. Tiếp theo sẽ là hai cây gom son môi nha, mỗi cây như vậy thì là 5.000 đồng. Hai đầu chuốt bút chì bồn cầu nha, một cái màu xanh và một cái là màu hồng, đây ở bên trong sẽ có gom Hello Kitty, rất là dễ thương, 7.000 đồng. Tiếp theo thì còn có là hai sắp hình của Blackpink và BTS nha, mỗi sắp như vậy thì là 10.000 đồng. Kèm theo hai cái bút chì rất là dễ thương nha, đây các em xem nè, bút chì bông hoa, bên trong thì còn có là vỏ sò ngọc trai, rất là đẹp luôn. Rồi bút chì trái tim có khoai tây chiên cũng dễ thương luôn, mỗi cây là 5.000 đồng, đây rất là đẹp nha. Còn bây giờ xin chào bé Lê Vương Bảo Vi, đơn hàng 198.000. Wow, các em xem đây, bạn mua đó là một cái rương trang điểm nha. Đây, cái rương trang điểm 60.000. Có rất là nhiều đồ dùng đẹp trong đây luôn, như son, phấn má hồng và cả phấn mắt ha. Đây, quên nữa chứ, chị giới thiệu luôn, là ở phía dưới của cái rương thì chúng ta sẽ còn có rất là nhiều báu vật này nữa nha. Lược, ổ khóa, cài tóc đồ nữa, siêu xinh luôn, 60.000 đồng. Đó, rất là đẹp. Tiếp đến sẽ có là một cây gom bấm nè. Đó, gom bấm 9.000. Muốn thụt vô thì mình bấm cho chắc ha, thụt vô. Đôi gom dép dưa hấu 6.000. Tiếp theo thì là một bé thiên nga, đây là đầu chuốt bút chì thiên nga, có hai đầu chuốt ở phía sau như thế này luôn, rất là dễ thương, 7.000. Rồi đến là bút chì, đầu chuốt bút chì bồn cầu nha, đây màu xanh và màu hồng, hình Hello Kitty, có gom Hello Kitty luôn, 7.000. Wow wow, và có cả 4 miếng băng keo cá nhân nha, một cái như vậy thì là 5.000 đồng, ở bên trong nó sẽ có là 5 miếng băng keo cá nhân hình khác nữa, rất là dễ thương luôn. Bên còn có là hai cây bút hoa đổi màu nha, hoa hồng và hoa cúc, mỗi cây là 7.000 đồng, siêu xinh. Cái gì đây mà dễ thương dữ vậy nè, các em xem nè, đây là cây xương rồng và củ cà rốt nha. Đó, mỗi một cái cây cục gom như thế này nè là 5.000 đồng đó, đẹp chưa. Tiếp theo thì là gom trái tim, đây các em xem, gom trái tim có chữ lớp nè, rồi có chấm bi nè, có cầu vòng nè, rồi có cái tim như thế này, rất là đẹp luôn. Mà bốn cái như vậy có 5.000 thôi, rẻ ơi là rẻ luôn. Wow wow wow, và một bé gom Hello Kitty cực đáng yêu nữa nè, 5.000. Và một cặp dâu nha, đây gom trái dâu nè, có thể gắn cái đầu này vào cây bút được luôn nha, cặp dâu này cũng 5.000. Và còn có là gom quyển sách nha, quyển sách mà có kem nữa nè, rất là đẹp luôn, gom này là 5.000 đồng một cục.
Xin chào nội Nguyễn Thị Thúy Ba, đơn hàng 214.000. Đầu tiên đó là cái cặp da 9.000 đồng nha. Rồi đến là một cái giường cho búp bê nè, có nệm nè, có gối đầu và gối ôm nha. Thì đây là cái giường 60.000 đồng. Một em bé nhí thời trang có thể là thay đồ nè, cho có giá đứng nè, có túi xách đồ luôn, rất là xinh mà chỉ có 7.000, rất rẻ. Hò hò hò, và đây là bộ đồ kiểu nè, váy ren và áo rất là xinh luôn. Bộ đồ này là 35.000. Tiếp đến thì là váy yếm và áo thun. Đó, nguyên bộ này cũng 35.000 ha. Váy yếm 2 tầng luôn nè mấy em. Áo thun kèm theo ha. Thì sẽ mặc vô. Đây, dễ thương chưa? Rất là dễ thương luôn nha. Đây, áo yếm rất là dễ thương. Hai món luôn, 35.000 đồng. Rồi đến một bộ nữa, đó là quần leggings ha. Cái vải nó nè, ôm rất là đẹp luôn, và một cái áo cổ lá sen phối vô nè các em. Đó, áo cổ lá sen ha, rất là xinh, 35.000. Xin chào bé Nguyễn Chí Bảo đã đến đơn hàng của em rồi, 376.000. Đầu tiên bạn mua đó là hai cây bút đổi màu nha. Mỗi cây là 7.000 đồng. Rồi đến là bút trái cây nè. Đó, bút trái cây là có cam, thanh long và dâu, mỗi trái 5.000 đồng. Bút này là bút băng keo nha, bút mực băng keo hình đàng hoàng luôn nè, dễ thương lắm. 5.000 đồng. Bút chì, muỗng nỉa, 5.000 đồng một cây. Bút chiếc lá cũng 5.000 đồng một cây luôn. Còn đây thì là cái bút nhiều ngòi nha, hình gấu, 10.000 đồng. Bút cây kéo, wow, dễ thương chưa? 5.000 thôi ha, loại mới luôn. Và đến là cây bút thỏ, ngắm hoa, anh đào. Đây là cái bút quyển sách, 5.000. Tiếp theo thì là gom nè, dâu, bắp, cà rốt, xương rồng, tổng cộng là 4 cái mà chị ghi lộn là 3. Nên là chị sửa lại thì đơn giá của em sẽ là 381.000 nha Nguyễn Chí Bảo. Và đây là gom bắp và dâu này nha. Đó, 5.000 là một cặp như thế này. Đó, 5.000 là một cặp như thế này, rất là rẻ. Rồi đến là củ cà rốt và cây xương rồng nha, cũng 5.000 đồng một cây nè, quá đẹp luôn. Và 2, 4, 6, 8, 10 viên Milo, mỗi viên 2.000. Kẹo marshmallow 16.000 đồng một bịch ha. Vị dâu, hình trái tim, mềm như whipsy. Bộ kit làm slam 30.000 đồng. Tiếp đến là slam nha. Đây các em xem là slam may pony. Đó, và slam trong. Đó, trong suốt như thế này luôn nè. Giờ em thấy cái tay chị bên đây luôn nha. Màu hổ phách rất là mới luôn. Đó thì là được tặng kèm theo tuyết và charm. Bên đây thì được tặng kèm theo borat và charm, rất là dễ thương, mỗi hũ 30.000. Wow, thơm quá. Và đó là whisky ly cà phê 25.000. Yeah, và có 2, 4, 6 cái whisky 18.000 nha. Có trái táo nè, trái dâu nè, trái đào nè, ha, trái chanh nè, thơm nè, và gấu panda, mỗi cái 18.000, rất là xinh. Và cũng như mọi lần chị đã nói nha, whisky mini lại rẻ tiền thì thường nó sẽ có những cái lỗi nhỏ ha. Tinh tông, và bây giờ là đơn hàng của Đồng Thị Loan, đơn hàng khủng của ngày hôm nay 801.000. Đây, hai cái bịch mắt nước của Blackpink, mỗi cái 32.000, rất là đẹp. Wow, rất là đẹp luôn. Và đó chính là 5 bạn kem thỏ đổi màu nha. Mỗi cây bút đổi màu như thế này thì có giá là 7.000 đồng. Tiếp theo thì là gom chép nha, 6.000 đồng một đôi. Đây các em xem nè ha, là có đôi dép hình của bắp cải nè, rất là dễ thương luôn. Rồi, dép của bé ếch nè, dép của trái ớt nè, dép bé cọp nè, cà tím nè và panda, mỗi đôi 6.000, rất là dễ thương. Ô la la, và các em xem đây, hiện ra là 5 hũ đều ướt luôn nha, rất là dễ thương. Mỗi hũ là 7.000 đồng ha. Các em có thể ghi những cái điều mong ước của mình vào đây, giấu ở những nơi bí mật, sau đó nhớ là phải làm việc tốt thì điều ước nó sẽ trở thành hiện thực nha. Đây, nghe lời ba mẹ và làm việc tốt, điều ước sẽ thành hiện thực. 7.000 đồng một lọ. Và tiếp theo thì đây các em xem, đó là những cái ly chai nước ngọt rất là dễ thương, 5.000 đồng một bịch ha. Aquafina, Coca-Cola, sữa C2 và Milo. La la la. Còn đây thì là ngòi ha, ngòi của bút chì khúc nè mấy em, rất là nhiều ngòi để thay vô luôn, thì là một vỉ như thế này là 7.000 đồng. Đây, tiếp theo thì là gia đình Bonnie, những cây bút Bonnie hết sức là dễ thương, mỗi cây là 5.000, bạn mua tổng cộng là 5 cây bút Bonnie. Và còn có bình phòng chống cháy nổ nha, 10.000 đồng. Đó, học công tác phòng chống cháy nổ rất là tốt luôn. Paren, còn đây thì là chiếc nón thân thương của người Việt Nam chúng ta, hai chiếc nón lá biểu tượng của người Việt Nam. Và nón lá này là búp bê xài được luôn nha mấy em, 18.000 đồng một cái, rất là đẹp. Hàng Việt Nam, chất lượng cao. Đó, bằng hàng thủ công á, may tre lá, rất là an toàn cho sức khỏe. Tiếp theo thì là tiền 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bịch tiền, mỗi bịch là 2.000 đồng nha.
Yeah, còn đây thì là huy hiệu BTS nha, 5 cái, mỗi cái như vậy thì là 5.000 đồng. Rồi, còn đây nha là đôi bông tai nè, bông tai nước ép 23.000. Rồi, đến là đôi bông tai có hình nơ và trân châu, có ngọc trai ở phía trên, có đá ở phía trên nữa lấp lánh nè, rất là dễ thương, chỉ có 15.000. Còn đây, đó là đôi bông tai có nơ đen và tam giác kim cương ở phía dưới, rất là dễ thương, cũng 15.000. Ta-ra-n. Còn đây là đôi bông tai ha, ở phía trên là có cái nơ nè, cái nơ toàn ten nè mấy em. À, rất là dễ thương luôn ha. Rồi còn có là cái hình hình vuông. Rồi có cái viên ngọc trai toàn ten ở phía dưới nữa, rất là dễ thương luôn. Đôi bông này cũng có giá là 15.000. Rồi nha, như vậy là tổng hợp 4 đôi bông tai của bạn nè, rất là dễ thương luôn đó, không biết mấy em thích đôi nào nhất nữa. Tiếp theo thì là 10 cái đồ chứa bút chì bồn cầu luôn nè mấy em. Đó, 10 cái luôn nha. Nhiều ơi là nhiều luôn, rất là dễ thương như thế này ha. Ở bên trong thì có gom Hello Kitty nữa nè. Đó, rất là dễ thương, 10 cái, mỗi cái 7.000. Rồi nha, còn đây thì là ba lô cho búp bê nè, 2, 4, 6, 8, 10 cái ba lô. Mỗi cái ba lô như thế này thì là 15.000 đồng nha mấy em. Đây, hết sức là dễ thương luôn, ten ten ten, đủ loại hết luôn. Và còn có là 5 cái cặp táp nữa nè mấy em. Đó, 5 cái cặp táp nha, mỗi cái như vậy thì là 9.000 đồng, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Đây, còn đây nha là một cái tủ năm học 45.000 đồng, có những cái hộp tủ rất là dễ thương luôn. Và kệ giày nè, kệ giày 38.000, có 5 cái kệ luôn á mấy em. Oh yeah, và các em xem đây nha, là vỉ giày nè, một vỉ nè, hai vỉ, ba vỉ, mỗi vỉ như vậy thì là 17.000 đồng, có là 12 đôi giày. Tiếng to, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 23 tây tháng 10 năm 2019. Ngày 13 tây tháng 10 nha mấy em, năm 2019. Thôi hát chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Video ngày hôm nay chị nói chuyện hơi lấp bấp một chút chưa xíu, rất mong là các em thông cảm cho chị nha. Còn bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707. Đừng quên xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng nha. Yêu các em nhiều.